đây. Ở nội dung thi tiếp sức dành cho Molly, bạn phía bên kia sẽ cầm cây gậy. Sau khi hiệu lệnh còi của thầy thổi thì bạn bên kia sẽ chạy qua đưa cho bạn đầu tiên. Thì có gì cô sẽ hỗ trợ đưa cho bạn đầu tiên. Sau khi đưa xong thì bạn đó đi ra phía sau luôn, hoặc là đi ra ngoài luôn. Rồi bạn bên đây sẽ đi qua đưa gậy và ở bên kia luôn, chứ không đi về đây nữa nha. Rồi các bạn chuẩn bị nè, lên. Bạn đó đưa cái gậy cho mình thì mình